Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 11, một xác hai mạng 03 Ta thật sự không biết liều lĩnh dùng đến công lực thật, rốt cuộc có thể chống đỡ được mấy chiêu. Đường lệ từ thì thầm, mai diệp đao lại bay tới, nhắm thẳng vào cổ y tay phải y siết thành nắm đấm dơ lên chặn ngang, một tiếng keng giòn giã vang lên, mai diệp đao chém vào vòng bạc tẩy cốt, cắm sâu gần nửa phân. Đường lệ từ vẫn đưa cổ tay lên gắng gượng trông đỡ, mai hoa dịch số dồn sức chém xuống, hai bên rằng co. Lại thêm trường kiếm của cuồng lan bám sát ngay sau, lưỡi kiếm đã chạm vào áo đường lệ từ, tay nghe được tiếng vải rách. Tay trái đường lệ từ lấy từ trong ngực ra một vật, chặn trường kiếm của cuồng lan lại vật kia lướt qua không khí phát ra một tiếng rít sắc lẻm, là nửa cây sáo nhỏ bằng đồng. Ba người ra chiêu cùng lúc, đường lệ từ tay phải ngăn đao tay trái chặn kiếm, toàn thân đầy sơ hở. Nhưng Mai Hoa dịch số và cuồng lan vô hành dường như cảm nhận được một luồng nội lực cháy rừng rực như lừa chảy ngược từ vòng bạc và sáo đồng vào kinh mạch mình, phải vận khí chống đỡ. Ba người trở thành thế nội lực nối liền, rằng co lẫn nhau, Tuy đường lệ từ không có cái tay thứ ba để ngăn đòn tấn công, nhưng mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành cũng không tài nào phân tâm để tung thêm chiêu nữa. Gió cát trên đất đã ngừng lại, hoa mai cũng bay đi hết. Nơi đây vốn thanh nhã thoát tục, sau hai chiêu này dường như chỉ còn lại một đống đổ nát. Y cố ý giữ chân hai tên này, mục đích là để tạo cơ hội cho nàng đưa người chạy trốn. Trung Xuân Kế nhanh chóng cân nhắc, dẫn người đi hay là ở lại một mình đường lệ từ đấu với hai tên mai hoa, cuồng lan thì chỉ hoãn được bao lâu. Nàng giải huyệt đảo trên người thượng sư Phổ Châu, khẽ hỏi, đại sư, tính sao bây giờ? Thượng sư Phổ Châu phất tay áo, huyệt đảo của tất cả mọi người trong phòng đều được giải. Máu tươi trào ra khóe miệng, hắn lạnh lùng đáp, mấy người các ngươi đi trước. Trung Xuân kế vội kêu lên, đại sư, chân lực của người còn chưa hồi phục, sao có thể động thủ? nếu đi thì cùng đi, nếu ở thì cùng ở. Cổ khê đàm nhắm mắt điều tức, muốn nhanh chóng khôi phục phần nào công lực, ý là kiên quyết không rời khỏi đây. Chỉ vân mặt mũi hầm hầm tức giận, ban nãy đường lệ từ giờ trò đánh hắn bất tỉnh, hắn còn chưa nguôi giận thì làm sao mà đi được. Thẩm lăng hồn điều tức một vòng cơ thể rồi dừng lại, hở hững nói, nếu các ngươi không đi thì ta và Trung cô nương sẽ đưa tiêu kỳ lan đi trước, ở đây không thích hợp dưỡng thương hắn không nói là đi đâu bế sóc tiêu kỳ lan lên ta sẽ tìm cách liên lạc với các ngươi sau đi đây bóng người nhoáng cay đã biến mất trung xuân kế dậm chân thầm nghĩ sao người này lại tự ý quyết định như thế đành bế phụng phụng bám theo sau mấy người cổ khê đàm và chỉ vân tuy võ công không phải hạng kiệt xuất trong thiên hạ nhưng cũng rất ít khi gặp phải ám toán đặc biệt là với chỉ vân đây càng là chuyện nhục nhã vô cùng thở hắt ra một hơi mấy người mở cửa ra thì thấy ba người bên ngoài đang ở vào thế rằng co đỉnh đầu mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành đã bốc ra khói trắng đường lệ từ một mình đối đầu hai đại cao thủ mặt mũi cũng đỏ ửng lên sương mù màu hồng nơi cán đao của mai hoa dịch số vẫn không ngừng tản ra không thơm không độc không biết là thứ gì mấy người vừa mở cửa ra người được thứ này lập tức cảm thấy ngột ngạt không hẹn mà cùng nín thở rồi quay sang đầu hướng gió để hít một hơi đi đi sắc mặt đường lệ từ đỏ bừng khóe miệng hơi cong lên y vẫn còn nói chuyện được hai chữ này mang theo chân lực thanh âm không lớn nhưng làm cả rừng mai chấn động dụng lả tả mái tóc đen của thượng sư phổ châu bay theo gió đêm toát ra khí chất nghiêm nghị sắt đá chưa giết được kẻ ác ta tuyệt đối không đi hắn dồn sức vận khí vào tay chậm chậm nhắm vào sau lưng Mai Hoa Dịch Số. Vị hòa thượng này đúng là chẳng cần biết có quang minh chính đại hay không, chỉ muốn một trường giết chết kẻ địch. Vòng bạc trên tay đường lệ từ khẽ trượt, Mai Diệp Đao bỗng tiến thêm ba tấc, kề sát vào cạnh cổ y, mũi dao chọc vào cổ, chảy ra một giọt máu tươi. Đi đi, trưởng trên tay thượng sư phổ châu khựng lại, cổ khê đàm tái mặt kêu lên, đường huynh. Tại sao thà chết không muốn người khác giúp? tại sao khăng khăng bắt mọi người chạy đi, vừa thấy chỉ vân nhìn sang, đường lệ từ liếc mắt rồi nháy một cái, chỉ vân nghiến răng nghiến lợi lầm bầm chửi mấy câu, bất ngờ ra tay điểm huyệt đạo trên người thượng sư phổ châu và cổ khê đàm, ta đi. Đường lệ từ mỉm cười, không tiễn, chỉ vân kẹp nách hai người giận dữ nói, ngươi mà chết là không xong với lão tử đâu đấy. Hắn quay về hướng thẩm lang hồn vừa rời khỏi mà lao vút đi rừng mai lại rơi vào yên lặng một lần nữa, không lâu sau đó, xa xa vang lên một tiếng đàn nghe như nước thủy triều rút đi, dường như còn xa xôi hơn so với mấy tiếng đàn ban nãy. Mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành bất ngờ thu đao thu kiếm, lướt về hướng mình xuất hiện ban đầu. Đường lệ từ thu thế lại đứng yên, đứng nơi đầu gió hít sâu một hơi, sau khi khí tức lưu chuyển thì phun ra một ngụm khí dài màu hồng, chắp tay đứng trong gió. Đứng một lúc, y đỡ lấy một cánh mai bay loạn trong gió, đặt lên chóp mũi khẽ ngửi, hồng cô nương, thuật dẫn huyền nhấp mệnh tuy thần kỳ nhưng không phải là vô phương hóa dài. Liên hoàn tam cục của cô tuy hỏng rồi, nhưng vẫn tính là xuất sắc đấy. Hơi, trong rừng mai truyền đến một tiếng than thở, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Hôm nay thất bại, làm sao ngươi biết mai này ra sao? Thanh âm u oán tao nhã này chính là giọng hồng cô nương. Đường Lệ từ gạt đi cánh hoa mai trên tay, xoay người lại nhẹ nhàng nói, "Cô nương có biết ngày hôm nay ta đã có thể lấy mạng cô mấy lần rồi không?" Giọng nữ trong rừng mai vang vẳng đáp lại, "Ba lần, khi ngươi bước vào lầu gác, khi ta vừa gảy tiếng đàn đầu tiên và cả lúc này." Nàng thong thả nói, "Nhưng lần đầu tiên ngươi không giết ta là vì ngươi muốn biết tung tích viên thuốc. Lần thứ hai không giết ta là vì mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành đang chắn trước mặt." mà chỉ vân đột một lao ra, người cân nhắc nếu xông qua hai người ngáng đường để giết ta thì không thể bảo vệ chỉ vân. Còn lần này là vì ngươi không muốn mà thôi, ta nói có đúng không? Đường lệ từ mỉm cười dịu dàng, ừ, ta rất thích tài đánh đàn của cô nương. Hồng cô nương khe khẽ thở dài, nhưng hôm nay ta không hiểu vì sao mình thua. Ta đã hạ độc phần thiên diễm lên kiếm của dư khớp phượng, ta tin hắn nhất định có thể đả thương vài người trong số các ngươi, chỉ cần có người ra tay trị thương thì nhất định sẽ trúng độc. Mà hoặc vô ngôn bị ngươi giết chết, ngươi nhất định có thuốc giải của phần thiên diễm. Có giải dược trong tay, người của các ngươi dù bị thương nặng cũng không chết. Quả nhiên các ngươi chữa thương ở đây, thế là ta phái mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành đi. Vốn tưởng rằng các ngươi sẽ cùng sông lên, dùng thân thể trọng thương để cứu viện lẫn nhau thế thì khi dẫn huyền thủy trên mai diệp đao tản ra tất cả các ngươi nhất định sẽ biến thành nô lệ dưới đàn của ta nhưng cớ sao ngươi lại ra sức cản trở mọi người lao vào cứu trợ khiến ta thất bại trong gang tấc đường lệ từ thong thả đi về phía rừng mai gạt những cành khô trong rừng ra thấy trong rừng có một cô gái áo trắng đang ngồi đánh đàn dùng dây đàn cung trầm để đánh ra âm thanh truyền đi xa cô nương chỉ cần vầy một tiếng đàn, ta đã biết cô ở trong rừng mai rồi. Người xinh đẹp lại toan tính như hồng cô nương sẽ không vô cớ bước vào nơi nguy hiểm, nếu đã bước vào ắt phải có mưu đồ. Phái hai tên mai hoa dịch số, cuồng lan vô hành ra mặt động thủ, chứng tỏ cô nương không có ý định giết người. Nếu không phe ta đang ở thế bất lợi, chỉ cần dốc hết cao thủ của phong lưu điềm ra thì hôm nay chắc chắn máu chảy thành sông y mỉm cười nhìn hồng cô nương nếu không lấy mạng tức là cần người lại xem tình trạng của mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành ta làm sao có thể không rõ hồng cô nương muốn gì cô gái áo trắng gảy một dây đàn nhưng sao ngươi lại biết thuật dẫn huyền nhiếp mệnh đường lệ từ nhẹ nhàng đáp điểm mấu chốt để thuật dẫn huyền nhiếp mệnh thành công có ba thứ đầu tiên người bị dẫn thuật tâm lý phải bạc nhược dễ dàng bị tiếng nhạc ảnh hưởng Thứ hai, thân thể người chịu thuật phải yếu ớt, khí huyết mới dễ dàng bị tiếng nhạc kích thích. Thứ ba, phải uống dẫn huyền thủy để tăng lực cảm ứng với tiếng đàn. Đầu món tay của hồng cô nương khẽ chấn động, quả nhiên đường lệ từ hiểu rõ thuật dẫn huyền nhấp mệnh như thế đã vượt quá dự liệu của nàng, không sai. Đường lệ từ cúi xuống gảy nhẹ dây đàn của nàng, tiếng đàn vang lên như tiếng suối chảy, vô cùng êm tai, hồng cô nương ngà người về phía sau, đang muốn buông cây đàn ra thì đường lệ từ đã nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay nàng dịu dàng nói cô nương không nợ giết ta có thể coi là có thiện cảm với ta không hồng cô nương lạnh lùng không đáp ngón tay đường lệ từ khẽ động cầm lấy ngón tay nàng gảy xuống dây đàn lại vang lên một âm thanh trong trẻo êm tai sau tiếng đàn này đường lệ từ buông tay mặt hồng cô nương liền tối sầm lại từ nhỏ nàng đã thông minh khôn khéo cho dù khuất minh làm nô tỳ thì đến giờ vẫn chưa có kẻ nào dám coi thường nàng cả đời nàng cũng chưa từng bị ai cợt nhà như vậy người này không những võ công cao cường xảo trá ác độc những loại dị thuật nàng tinh thông dường như y cũng đều hiểu rõ nàng chịu sỉ nhục thế này nhưng nhất thời lại không biết đáp trả ra sao đường lệ từ lại thong thả nói tiếp thuật dẫn huyền nhấp mệnh tuy thần kỳ nhưng vẫn là một trò thôi miên dùng độc làm chất dẫn, hơn nữa người chịu thuật nhất định phải chuyên tâm làm việc khác, tiếng nhạc nhân chỗ sơ hở mà lèn vào, mới có thể lưu lại một dấu ấn không thể phai trong lòng người. Mà nhược điểm chí mạng của nó chính là mỗi người có cách cảm thụ tiếng nhạc khác nhau, chưa chắc đã như mong muốn của người thi thuật. Có người sau khi chịu thuật sẽ phát điên phát rồ, có người lại tự làm mình bị thương, mà phần lớn là ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trở thành phí nhân. Người chịu thuật tâm linh tương thông với người thi thuật chỉ có thể gặp mà không thể cầu, muốn luyện đến trình độ như Mai Hoa dịch số, Cuồng Lan vô hành thì quả thực hiếm thấy. Hồng cô nương bình thản ừ một tiếng, đường lệ từ ngồi trước dao cầm của nàng cứ như hai người bạn môi thưởng hoa, có phải trong lòng Hồng cô nương đặt kỳ vọng vào ta, mong ta trở thành con rối thứ ba, cho nên chỉ mang tới hai người Mai Hoa dịch số và Cuồng Lan vô hành, muốn giữ ta lại đề dùng. Y nhẹ nhàng nói, nếu đúng là vậy, đường lệ từ sẽ cảm thấy được sủng ái mà lo sợ đấy. Người nghĩ sao, sắc mặt hồng cô nương lạnh buốt như xương, nơi đôi mày u buồn thanh nhã đã mơ hồ lộ ra sát khí. Đường lệ từ vươn tay ra ấn dây đàn, ta nghĩ sau chuyện của dư khấp vượng ở nhạn môn, cô nương đã biết ta sẽ tìm tới cửa nên mới bày ra thế trận kiếm độc, hy sinh hoa vô môn làm bước đệm để hôm nay đến thu phục đường lệ từ đáng tiếc đường lệ từ lại là tên ích kỷ không ra tay cứu tiêu kỳ lan không trúng độc phần thiên diễm khiến mọi tính toán của cô nương đổ sông đổ bề hồng cô nương hờ hững đáp ta chỉ sai ở chỗ không biết ngươi hóa ra lại là cao thủ dùng thuật dẫn huyền nhiếp mệnh đường lệ từ dịu dàng đáp cô nương quá khen rồi khi ta sử dụng dẫn huyền nhiếp mệnh chỉ e cô nương còn chưa biết nó là gì sắc mặt hồng cô nương lộ vẻ giận dữ rồi ngay lập tức bình tĩnh trở lại hờ hững nói, hôm nay ta chưa dốc hết cao thủ ra đuổi cùng giết tận các ngươi đã là tha cho các ngươi một con đường sống. Đường công tử tuy không biết ơn thì cũng không nên xỉ nhục ta như vậy. Ngón tay đường lệ từ gầy một cái, tiếng đàn lại vang lên, khóe môi y thấp thoáng nét cười như có như không. Cô nương muốn ta biết ơn thế nào, thì ta biết ơn thế ấy được không? Ngươi, hồng cô nương giận dữ đến biến sắc, vô sỉ. Ngón tay đường lệ từ gầy một cái nữa, lại một tiếng đàn vang lên, đột nhiên tim nàng đập mạnh, máu nóng dâng lên. Nàng kinh hãi đứng bật dậy, lưỡi dao giấu trong tay áo vung ra chặt đứt dây đàn, ôm ngực sợ hãi, ngươi, ngươi. Tay trái đường lệ từ quấn dây đàn, tay phải gầy nhẹ thêm mấy cái, tang tình tang tính tình tang, nghe như khúc nhạc tiên, nhưng lọt vào tay hồng cô nương lại không khác gì tiếng ma quỷ khóc đòi mạng. Nàng đứng dậy liên tục lùi về phía sau, sắc mặt tái trắng, khóe miệng trào máu tươi, ngươi, ngươi, dẫn huyền, nhiếp mệnh. Tay phải đường lệ từ lại càng đàn nhanh hơn, mi mắt khép hờ say xưa, tiếng đàn như tiếng ngọc rơi xuống đất, dồn dập mà êm tai. Hồng cô nương hét lên một tiếng rồi lảo đảo quay người chạy trốn, trong nháy mắt hai người mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành hiện thân, đỡ lấy nàng mang đi mất hút. Người đi, đàn hết tiếng rừng, cách loạn mai cương năm dặm một cỗ kiệu màu trắng lẳng lặng đứng chờ trên đường. Mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành đỡ hồng cô nương đến trước kiệu, người trong kiệu kinh ngạc hỏi, ngươi bị thương à? Hồng cô nương ôm ngực loạn trọng đứng vững, thi lễ trước tiên, đường lệ từ xảo trá quỷ quyệt vô cùng, không dễ dàng lao vào nguy hiểm, không trúng độc phần thiên diễm. Những người khác lại không giao chiến với mai hoa dịch số, dẫn huyền thủy mất tác dụng, mọi tính toán của ta thành ra vô ích, Đáng hận hơn là đường lệ từ cố ý ở lại chặn đường ta, khiến mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành cũng phải ở lại bảo vệ ta, không đuổi theo đám người kia được. Y lại còn dùng lời lẽ làm ta mất tập trung, thi triển thuật dẫn huyền nhiếp mệnh, mưu đồ khống chế tâm trí ta, nô tỳ không giết kẻ này không được, thật là khiến người ta hận thấu xương. Giọng nữ trong kiệu nhu hòa nói, ngươi không sao là tốt rồi, thuật dẫn huyền nhiếp mệnh là sở trường của ngươi vì sao đường lệ từ cũng biết. Hồng cô nương lắc đầu ảm đạm thuật này do tôn chủ truyền lại, ta cũng không hiểu vì sao đường lệ từ lại tinh thông nó. May mà y thi triển dẫn huyền nhiếp mệnh không có dẫn huyền thủy trợ giúp nên không thể khống chế ta hoàn toàn, bằng không, đúng là một phút khinh địch, ôm hận cả đời. Người trong kiệu nhẹ nhàng nói, vào kiệu đi, về vô cầm điện rồi nói. Hồng cô nương lảo đảo bước vào trong kiệu, mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành hộ vệ hai bên cỗ kiệu màu trắng được nhẹ nhàng nâng lên rồi đi về phương xa bên trong rừng mai đường lệ từ ngồi xếp bằng trên nền đất dùng sức một người địch lại mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành ở vào thế bại mà vẫn có thể xoay chuyển thành thắng trong rừng bỗng có người lên tiếng chủ nhân vạn khiếu trai quả nhiên xuất chúng nhưng đã chiến đấu cả ngày Đường công tử dù có võ công tài trí tuyệt luân thì lúc này đây cũng là nỏ mạnh hết đà. Đường lệ từ nhắm mắt mồi vẻ đau đớn nhẫn nại giữa hai chân mày ngày càng hiện rõ. Y đưa tay lên ấn bụng, mồ hôi lạnh dịn ra trên chán. Các hạ đứng ngoài quan sát đã lâu, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông muốn đắc lợi thì bây giờ bắt đầu được rồi đấy. Một người mặc áo đen đeo kiếm đen bước ra khỏi khu rừng, gương mặt lạnh băng, tuổi chừng 33, 34 ngư ông đắc lợi thì thành mỗ không cần. Chẳng qua ngươi cứu sư đệ ta một mạng, nếu vừa rồi ngươi thất thủ thì ta sẽ cứu. Đường lệ từ mặt mày tái nhợt, khẽ mỉm cười, lẽ nào thành huynh chính là sư huynh của cổ thiếu hiệp, xương kiếm thê hàn thành ôn bào. Người áo đen nhàn nhạt đáp, đúng là ta, ngươi còn đứng được không? Đường lệ từ viện thân cây mai đứng dậy, mỉm cười, nghe danh thành huynh kiếm thuật tuyệt luân, ghét ác như thù hôm nay được gặp quả nhiên phong thái hào hùng. Thành ôn bào lạnh lùng nói, người suối sư đệ ta làm sang làm bậy, giết kiếm vương dư khớp phượng, chọc vào bao nhiêu phiền phức. Nếu vừa rồi không thấy ngươi liều mạng để nó trốn đi thì ta đã chém đứt một tay một chân của ngươi rồi. Lại nhảy ít thôi, đi với ta, đường lệ từ nặng nề thở hắt ra một hơi, thành huynh quả nhiên. Khí phách xuất chúng, ưng, tay trái y ấn vào bụng đã vỏ y phục thành nắm, Vạt áo chỗ bụng không biết từ bao giờ đã thấm ra một vệt máu lớn. Tách, một giọt máu tươi nhỏ ra từ vạt áo, rơi xuống hoa mai rụng trên nền đất. Thành Ôn Bào ngẩn người, đưa tay ra đỡ y. Tay phải đường lệ từ mò vào trong ngực, lấy ra một bình thuốc màu xám, cắn mở nắp bình, nuốt một viên thuốc màu trắng rồi vứt cái bình rỗng đi, phất tay đẩy hắn ra, mỉm cười nói, đi thôi. Y xoay người đi trước, máu vẫn tí tách nhỏ xuống từ vạt áo y không để ý dẫm lên mà đi dẫm lên vết máu của chính mình không chỉ bề ngoài mà sâu trong nội tâm y cũng thật sự không hề để ý hơn nữa thân thể trọng thương cũng không chịu cho người ta đỡ lòng dạ ác độc cốt cách cao ngạo võ công không tồi tài trí tuyệt luân đúng là một nhân vật có thể khiến khê đàm bội phục thành ôn bào đi sau lưng đường lệ từ trong đầu lóe lên ý nghĩ giết người Chính loại người này mới có thể chọc vào tổ ong vò vẽ to nhất thiên hạ, không chừng sẽ kéo Khê Đàm vào nguy hiểm không lường trước được. Người này tuy đứng về phe Bạch Đảo nhưng tác phong làm việc rất tà, nếu một ngày y lầm đường lạc lối thì nhất định phải giết đi. Từ loạn Mai Cương đi về phía đông khoảng 8 dặm, có một ngôi miếu đổ nát. Sao sáng lấp lánh, trăng đêm tĩnh mịch. Bên ngoài ngôi miếu đổ nát là mấy cây đại thụ, cành khô già cỗi cao mút trời, như cánh tay chỉ vào mây thẩm lang hồn đưa tiêu kỳ lan đến nơi này ẩn nấp chẳng bao lâu sau chỉ vân cũng đưa thượng sư phổ châu và cổ khê đàm đến tụ họp giải huyệt đạo cho hai người thượng sư phổ châu thi lễ với chỉ vân cảm ơn hắn cứu giúp sau đó ngồi một bên tĩnh tọa tuy sát khí trên người hòa thượng này rất nặng nhưng hắn không phải hạng người không hiểu thời thế giờ chân khí đã hao tổn vừa rồi nếu hắn ra tay có thể đánh gục mai hoa dịch số nhưng chắc chắn sẽ bị chân khí của ba người kia chấn động chết ngay tại chỗ hắn vẫn biết vậy chẳng qua không muốn thấy đường lệ từ chịu khổ vì mình đó thôi cổ khê đàm lại không bình tĩnh được như thượng sư phổ châu tận mắt thấy đường lệ từ bây giờ không rõ sống chết ra sao hắn làm sao có thể để người ta bị mình liên lụy mà chết nên cứ thấp thỏm không yên muốn quay về cứu người chỉ vân kéo ghế ra ngồi chặn trước cửa ngôi miếu hoang hai tay ném qua ném lại một thanh trường kiếm, chính là thanh kiếm treo trong phòng thượng sư phổ châu ở loạn Mai Cương, lạnh lùng nói, ai muốn quay lại thì bước qua xác ta đã. Phụng Phụng đang được Trung Xuân kế ôm trong lòng dường như bị dọa sợ, đôi mắt to tròn đang ẩn ẩn nước muôn khóc, nghe giọng nói hung tợn của Chỉ Vân thì lập tức khóc quà lên, oa hoa hoa oa. Trong phòng ồn ào hỗn loạn, thẩm lang hồn lặng lẽ ngồi yên tĩnh tọa điều tức. Từ nãy đến giờ, chân lực hắn đã khôi phục được ba tầng không còn cạn kiệt sức lực chống địch như ban nãy một đám ô hợp mới dính tí mưu kế vặt vãnh mà đã thua tơi bởi hoa lá còn ngông cuồng vọng tưởng trừ ác cứu người đến bản thân mình còn không cứu được thì cứu nổi ai bên ngoài có tiếng nói lạnh như băng hai người đi vào trong miếu chỉ vân cầm kiếm chỉ vào ngực đường lệ từ lạnh lùng hỏi còn chưa chết hả à? vết máu trên áo đường lệ từ đã khô sắc mặt y cũng hồng hào trở lại đưa ngón tay lên đẩy thanh kiếm ra ngươi thất vọng lắm à còn không ngồi xuống điều tức cho tử tế ta không muốn cứu ngươi thêm lần nữa đâu đúng là chủ tớ đảo lộn đi ngược luân thường chỉ vân xì một tiếng ném kiếm xuống đất lão tử vốn định cứu ngươi nếu ngươi không tự dưng ám toán ta thì làm sao rơi vào cảnh này đường lệ từ quay sang nhìn mọi người không thèm nhìn hắn nữa mỉm cười nói mọi người không sao là tốt vết thương của tiêu đại hiệp thế nào rồi? Chỉ vân nghiến răng nghiến lợi, nhưng đường lệ từ đang tươi cười hỏi thăm vết thương của người khác, hắn cũng không thể nhảy dựng lên mà chửi y một chàng được. Chân khí đã thông, người cũng tỉnh táo, còn chưa nói chuyện được. Thẩm lang hồn hờ hững đáp, phải tìm một nơi thanh tĩnh để mở ngực hắn ra, chữa mấy cái xương nát vụn. Thành ôn bào đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn cổ khê đàm, không lượng sức mình, làm sang làm bậy. Cổ khê đàm lộ rõ vẻ xấu hổ. Hắn xưa nay vẫn luôn kính sợ vị đại sư huynh này, huống hồ danh tiếng của thành ôn bào rõ ràng hơn xa hắn. Sư huynh đã dạy bảo, sư đệ làm sao dám bỏ ngoài tai. Về núi Thanh Sơn luyện kiếm với ta, thành ôn bảo nói, kiếm pháp sư môn còn chưa học được một nửa, lăn lộn trên giang hồ thì cũng thôi đi, còn dám chọc vào dư khớp phượng, hớn hở đi theo nổ banh nhà người ta người cho là kiếm hội trung nguyên toàn một đám mắt mù tay điếc miệng câm để ngươi tha hồ bắt nạt đúng không chết đến chân rồi còn dám tự xưng là hành hiệp trượng nghĩa nực cười hắn tuôn một chàng bằng giọng âm u đáng sợ khiến cổ khê đàm chấn động tâm can đại sư huynh ta bóng dáng thành ôn bào chợt vút qua bất ngờ tóm vào vị trí ba phân bên dưới vai trái của cổ khê đàm đó là nơi phòng bị yếu nhất trên ngươi hắn Thành ôn bào tuy vóc dáng thon gầy, mặt mũi trắng nhợt, nhìn không cường trắng vạm vỡ, nhưng hắn vác cổ khê đàm lên nhẹ như lông hồng, hờ hững nói với mọi người, các vị, mời. Nói đoạn lách người mà đi, khinh công tuyệt diệu hiếm có trên đời. Công phu tốt, thẩm lang hồn thản nhiên bình luận. Chỉ vân ngồi bên cạnh thờ ơ nói, công phu tốt thật đấy nhưng là màu quá, ngứa hết cả mắt. Thành ôn bảo tới lui như gió, Trung Xuân Kế còn chưa kịp nói gì thì hắn đã đi mất. Lúc này chỉ biết thở dài, cao thủ trên giang hồ hầu như ai cũng trái tính trái nết. Trong lòng nàng thầm nghĩ, tính nết chỉ vân e là còn quái gở hơn hắn nhiều. Chợt thấy trên áo đường lệ từ có vệt máu, nàng hoảng hốt hỏi, người bị thương à? Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn vào vết máu trên áo y, đường lệ từ cười khẽ, không đáng lo, thân thể các vị thế nào rồi? Thượng sư phổ châu đáp, không sao. Phụng Phụng thấy y trở lại thì nín khóc, vui mừng hớn hở, hai tay quơ quơ muốn nhào vào lòng y. Đường lệ từ bế Phụng Phụng lên, hôm nay mọi người mệt mỏi rồi, tuy phong lưu điềm đã bỏ chạy, nhưng e rằng vẫn có kẻ khác bám theo. Nếu chúng ta chia nhau rời khỏi đây chỉ sợ sẽ bị đánh tìa từng người, còn nếu hành động cùng nhau thì tung tích rõ ràng quá, cũng không tránh được kết cục đuổi giết liên miên như hôm nay, cho đến khi chết không còn một ai. Y quay sang nhìn Thượng sư Phổ Châu, đại sư nghĩ nên làm thế nào? Thượng sư Phổ Châu tóc đen bay phơ phất, ta có thể tự lo cho mình, nên ta sẽ đi. Đường Lệ từ mỉm cười, vậy là người mạnh rời đi, số còn lại nương tựa vào nhau. Đại sư tu hành khổ cực, ta cũng không tiện giữ chân, nhưng nếu phải đi thì cũng nên chờ độc thương khỏi hẳn đã, như thế an toàn hơn. Thượng sư Phổ Châu thi lễ với y, không cần, hẹn ngày gặp lại tăng bào tung bay, tóc đen phơ phất, vị hòa thượng nghiêm nghị mang sát khí này xoay người rời đi. Gian nhà cũ ở loạn Mai Cương và những bạn bè cùng chung kiếp nạn, đối với hắn cũng chỉ như lá rụng sau lưng, chẳng măn được bước chân hắn tiến về phía trước, lại càng không lưu lại chút dấu vết nào trong lòng. Vị đại sư này có vài phần giống ngươi đấy, đường lệ từ nhìn thượng sư phổ châu rời đi, quay sang nhìn chỉ vân. Chỉ vân giận dữ nói, giống cho quái nào. Thẩm lang hồn thản nhiên đáp, cũng có ca tính y như ngươi vậy. Chỉ vân ngẩn ra, trung xuân kế không nhịn được cười. Luận về làm theo ý mình, thượng sư phổ châu và chỉ vân kẻ tám lạng người nửa cân, đúng là có mấy phần tương tự. Đường lệ từ nói, nếu trung cô nương đã chọn đi cùng chúng ta, thì ta có chuyện muốn bàn với cô. Chuyện gì vậy, nàng đáp, trung xuân kế biết gì nói nấy, đường lệ từ khẽ cười, Ta nghe nói cô nương đến từ Miêu nha phong, chẳng hay cô nương có biết Bích Lạc cung nằm ở đâu không? Nàng giật mình hỏi lại, Bích Lạc cung? Đường công tử lẽ nào muốn đến Bích Lạc cung? Đường Lệ từ mỉm cười, chúng ta chọc vài sát tinh phong lưu điềm, lại đắc tội kiếm hội Trung Nguyên đứng đầu phe Bạch Đạo trên giang hồ. Tuy các vị đều là những người không sợ sóng gió, nhưng cứ chém chém giết giết mãi rồi ai cũng mệt mỏi nếu không muốn sống những ngày bôn ba mệt mỏi nữa thì chỉ còn cách giá họa cho gió đông. Trung Xuân kế hoảng hốt, giá họa cho gió đông, lẽ nào người muốn giá họa cho bích lạc cung? Làm sao có thể? Đường lệ từ cười cười, không, ta chỉ muốn mượn uy danh của bích lạc cung để sống thêm mấy ngày yên ổn. Chỉ vân cao mày, người muốn đưa mọi người lên miêu nha phong. Với sự thần bí và những truyền thuyết về bích lạc cung, Phong Lưu Điềm và Kiếm hội Trung Nguyên đương nhiên không dám tùy tiện mò lên Miêu Nha Phong gây rối. Nhưng Huyền Úc Nguyệt Đán là người thế nào, làm sao hắn chịu để ngươi mang theo cục phiền toái to bự mò lên Bích Lạc Cung của hắn? Đúng là kẻ mốc nằm mơ, nay giang hồ chia làm mấy phần, Tế Huyết hội đã tan, Giang Nam sơn trang lui về ở ẩn, các hiệp khách chính đạo như Bạch Phát, Phủ Vân, Thiên Nhãn thì không rõ hành tung, các đại môn phái cũng không còn người nào xuất chúng kiếm hội trung nguyên như mặt trời ban trưa, phong lưu điểm như con sóng ngầm, thực lực khó lường, còn lại ta, ngươi và vạn hiếu trai cũng miễn cưỡng coi như một phần. Đường lệ từ hòa nhã nói, ngoài ra còn có thập tam sát thủ lâu và các thế lực du mục ngoài biên ải nữa. Nhưng bàn về thực lực tiếng tâm địa vị, có thể kháng cự lại sức mạnh từ các phe phái, đứng độc lập bên ngoài giang hồ thì chỉ có bích lạc cung. Biết lạc cung nghiêng về phe nào thì phe đó sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối về danh vọng, thực lực và thậm chí là đạo nghĩa. Nếu bích lạc cung đã quan trọng như thế, y khẽ phất vấn tay áo, huyền úc nguyệt đán chắc chắn phải hiểu, người không chọc vào giang hồ thì giang hồ cũng sẽ chọc vào ngươi. hôm nay dù ta không tìm đến cửa thì cũng có kẻ khác tìm đến. Trùng quy bích lạc cung sẽ cho ai mượn sức, thì phải xem huyền úc nguyệt đán thành công đến mức nào mọi người chố mắt nhìn nhau trung xuân kế không nhịn nổi mà ho nhẹ một tiếng nói thì nói vậy nhưng mà hắn hắn đường lệ từ mỉm cười hỏi hắn làm sao trung xuân kế hơi chấn động bỗng giật mình nhận ra vừa rồi y nói vậy có khi là để đợi câu này của nàng hắn huyền úc nguyệt đán không muốn can thiệp vào giang hồ nữa hắn không muốn đưa bích lạc cung vào nguy hiểm đường lệ từ khẽ mỉm cười Vậy nếu ta có thể đưa cho hắn một phương án không mạo hiểm thì sao? Hoặc là ta ra cái giá đủ để hắn quay lại giang hồ chẳng hạn. Mọi người lại càng chố mắt nghẹn hỏng. Trung Xuân Kế nhìn y bằng ánh mắt không hiểu nổi. Trong lòng hoàn toàn không tin. Nguyệt đán không thiếu danh lợi quyền thế. Cho dù đường lệ từ có đem mấy chục triệu lượng vàng ra đổi. Chỉ e cũng không đổi được câu đồng ý của Uyển Úc Nguyệt đán. Mà người tiền ra thì đường lệ từ con gì nữa đâu? Chỉ Vân và Thẩm Lang Hồn nhìn nhau, Thẩm Lang Hồn lạnh nhạt nói, lên miêu nha phong. Chương 12, một sắc hai mạng không bốn. Hướng tây bắc, miêu pha phong, băng đá phủ đầy núi, tuyết trắng mênh mang, trời xanh trong vắt không thấy một ngợn mây. Giang hồ đồn đại bích lạc cung rời về phương nam, vậy mà chẳng biết từ bao giờ nó đã dừng chân ở hướng tây bắc. Mà cũng phải mất một năm sau khi nó rời đến Miêu Nha Phong mới có người tình cờ biết được tin này. Còn rốt cuộc Bích Lạc cung nằm ở nơi nào trên Miêu Nha Phong thì người trong giang hồ cũng ra sức nghe ngóng thăm dò, nhưng mãi vẫn chưa tìm ra. Nơi xa xa vực tuyết truyền đến tiếng vó ngựa, là một hàng mấy người chậm chậm đi đến dưới chân Miêu Nha Phong. Bắt đầu từ đây, băng tuyết ngày càng dày, tiết trời lạnh lẽo thấu xương, nếu không phải cao thủ hạng nhất thì cực kỳ khó đi. Mấy con ngựa dừng lại dưới chân Miêu Nha Phong, mọi người xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Má nó chứ, cái đất khỉ ho cỏ gáy gì đây? Chỗ này mà có người ở à? Dành con, người không chi trá đấy chứ? Miệng mũi chỉ vân thở ra khói trắng. Tuy võ công đầy người nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo, thâu xương. Dù có là thần tiên thì sống ở đây không chết rét cũng chết đói. Trung Xuân kế khẽ cười, ở quen rồi thì thấy cũng được mà. Bắt đầu từ đây chỉ đi bộ được, để ngựa tự quay về đi thôi. Nàng tháo dây cương, con bạch mã lạnh cóng đến run lẩy bẩy lập tức hí dài một tiếng rồi quay đầu lại chạy mất. Mọi người cũng đua nhau thả ngựa, bầy ngựa chạy đi hết rồi thẩm lăng hồn mới hờ hững nói, không còn đường lui nữa. Không có ngựa, nếu không xin được cứu viện thì muốn ung dung rời khỏi cái chốn trời băng đất tuyết này cũng không phải chuyện dễ dàng. Đường lệ từ vẫn mặc áo vải thô, hoàn toàn không tiêu sái hào sảng như chỉ vân bên cạnh, y mỉm cười, chung cô nương dẫn đường đi. Trung Xuân Kế tung người bay lên núi băng, Thẩm Lam Hồn Bế Tiêu Kỳ Lan vừa mới nối lại xương vỡ trên ngực, hai người nhẹ nhàng nhảy lên, theo sau Trung Xuân Kế. Tiêu Kỳ Lan tuy không thể cử động, nhưng Thẩm Lam Hồn Bế một người 70 cân trong tay nhẹ bẫng như không. Chỉ Vân âm thầm khen ngợi, cũng nhảy theo sau, còn Đường Lệ Từ thì bám vào vách đá leo lên. Ngọn núi phủ tuyết với những cơn gió lạnh thổi vù vù dường như không ảnh hưởng quá nhiều đến bọn họ đỉnh miêu nha phong cao mấy trăm trường, trung xuân kế mới lên chừng một trăm trường, chỉ vân đi đằng sau nhịn mãi cũng chịu hết nổi, hết ầm lên, danh con kia, lão tử không rảnh leo núi với ngươi. Cái chỗ quái quỷ này chẳng có ma nào mò tới, bích lạc cung rốt cuộc ở đâu. Trung xuân kế lại nhảy thêm hai trượng nữa, sắp đến nơi rồi. Chỉ vân lạnh lùng nói, hóa ra bích lạc cung không ở trên cao cũng chẳng ở dưới thấp, mà lại đặt lơ lửng giữa núi băng này à bố tổ sư đến miếng đất bằng phẳng để đặt chân cũng không có, cỏ còn không mọc nổi thì đảo đâu ra cung điện. Hắn còn đang lải nhải chưa dứt thì trước mắt đột nhiên sáng bừng lên, hắn thấy một vầng hào quang bảy sắc lấp lánh kỳ ảo. Hắn chớp mắt một cái mới nhìn rõ đó là một miếng băng trong suốt, bóng loáng trơn mượt, lấp lánh quần sáng bảy màu dưới ánh mặt trời. Đường lệ từ đứng lại, chỗ này cao quá, trung xuân kế kinh ngạc, sao đường công tử biết lối vào ở đây? Thẩm lang hồn đáp, khối băng này trơn bóng như vậy, nhất định là thường xuyên có người chạm vào, chẳng lẽ là cơ quan mở cửa? Chỉ vân đưa tay sờ thử khối băng kia, quả nhiên nhẵn bóng trơn tuột. Hắn đột ngột dùng sức đẩy một cái, khối băng kia nhẹ nhàng dịch chuyển, lộ ra một đường hầm rực rỡ sáng chói. Chẳng lẽ huyền úc nguyệt đán đục rỗng cả ngọn núi này? Bên trong khối băng cũng ở được sao? bên trong khối băng đúng là ở được đấy trung xuân kế cười đáp nhưng họ cũng không ở trong băng đi theo ta nào nàng là người đầu tiên bước vào đường hầm đường hầm này tuy thần bí nhưng không có ai canh gác sau khi mọi người vào hết nàng mới đóng tảng băng đá chẹn cửa rồi tiến lên đường hầm băng không dài cửa lối ra lại là mặt bên kia của núi tuyết mọi người cúi đầu nhìn gió mây cuồn cuộn biến ảo dưới chân ngay cả thẩm lam hồn cũng hơi kinh hãi nếu rơi từ đây xuống thì chắc chắn sẽ tan xương nát thịt đùng đưa giữa gió lạnh thổi vù vù là một sợi dây thừng đong đưa một đầu buộc lên tảng băng lớn nằm ở cửa ra của hầm băng đầu kia dẫn thẳng xuống biển mây mù mịt bên dưới bàn nãy đứng dưới chân núi phía bên kia ngửa mặt lên còn chưa thấy biển mây vậy mà phía bên này mây mù lại răng mờ mịt cứ như đây là chỗ tụ mây trên đỉnh núi trung xuân kế nhảy thẳng lên sợi dây thừng bước vào trong mây khiến mọi người ngơ ngác chỉ vân không chịu thua kém cũng nhảy lên đi ngay sau trung xuân kế lại thêm mấy người nối đuôi nhau bước lên dây thừng tuy sợ hết hồn hết vía nhưng nhờ vào khinh công giỏi nên cũng không gặp nguy hiểm gì mọi người xuyên qua mây mù đi khoảng hai ba chục trượng thì ánh mặt trời đã hắt lên gò má trước mắt rộng rãi sáng bừng đầu còn lại của sợi dây thừng buộc lên một vách núi dựng đứng phía bên kia vách núi này hoàn toàn khác với ngọn núi tuyết đối diện, đất đai màu mỡ, cây cỏ tốt tươi. Một con sóc màu xám trông thấy mọi người đạp lên dây từng đi tới cũng không sợ, chỉ ngẹo đầu nhìn, cặp mắt nhỏ xíu xoay tròn. Hiểu thu, hiểu thu có ở đây không? Trông xuân kế bước lên vách núi lớn tiếng gọi, trong rừng cây xanh biếc, một thiếu nữ áo xanh tươi cười chạy ra, ôi! Ta cứ nghĩ tiểu xuân nhà ngươi xông pha giang hồ rồi sẽ không về nữa ngày nào cũng nhớ ngươi, a à, Chợt nhìn thấy những người này, nàng ngẩn ngơ, các ngươi. Trong lúc nàng còn đang do dự, chợt có hai bóng người lao vọt ra từ rừng cây, một người đứng bên trái, một người đứng bên phải nhóm người tạo thành thế gọng kim. Người bên phải hỏi, Trung cô nương, thế này là sao? Trung Xuân kế lộ rõ vẻ lúng túng, mấy, mấy vị này là đường công tử của vạn khiếu trai và bạn bè, muốn gặp mặt cung chủ đường lệ từ mỉm cười hành lễ, thẩm lang hồn cũng theo đó gật đầu thi lễ. Người bên phải nhíu mày, việc này, mấy vị vào phòng khách ngồi trước, người bên trái ung dung nói, cung chủ đang viết chữ trong thư phòng, phiền các vị đợi một lát. Cả thiên hạ đều biết huyền Úc Nguyệt đán mắt mờ, bảo hắn đang viết chữ rõ ràng là nói điêu. Chỉ vân há mồm định nói, cố nhịn mãi mới giữ được im lặng, mặt mũi đầy hậm hực. Trung Xuân kế ấy nấy nhìn mọi người, tả hộ sứ, đường công tử không phải kẻ ác, ta có thể gặp công chủ không? Công chủ dặn, mấy ngày này bất kể ai đến cũng đều bảo người đang viết chữ. Người bên trái lặng lặng đáp, nhưng mà, Trung Xuân kế không nhịn được nữa, xưa giờ ta đến đây chơi chưa từng thấy hắn viết chữ, hắn, hắn không nhìn rõ bút mực, viết, viết chữ nỗi gì chứ? Công chủ nói người đang viết chữ, người bên trái vẫn bình thản đáp ánh mắt trông xuân kế vô thức liếc sang đường lệ tư. Nàng đã tới bích lạc cung nhiều lần nhưng chưa bao giờ bị đối xử như vậy, trong lòng hết sức tủi thân. Chỉ vân lạnh lùng nhìn đường lệ tư, trong lòng hắn vô cùng hả hê. Thẩm lăng hồn đỡ tiêu kỳ lan, tiêu kỳ lan ủy oải mở miệng chuẩn bị nói gì đó thì đường lệ tư giơ tay lên ngăn lại, khẽ cười. Dù huyền úc công chủ đang viết chữ hay vẽ tranh, đường mỗ hôm nay nhất định phải gặp hắn. Trung Xuân Kế nghe những lời này mà giật mình, lẽ nào y muốn xông vào trong đó? Lời vừa nói ra nằm ngoài dự đoán của tả hữu hộ sứ, người bên trái nhíu mày, bích lạc cung tôn trọng ngươi là khách, lẽ nào đường công tử muốn ra tay với chúng ta? Đường lệ từ vung tay, hai ta đánh cược với nhau, không biết tả hộ sứ có chịu không? Tả hộ sứ hỏi lại, gì cơ? Đường lệ từ hòa nhã đáp, nếu ngươi thắng ta mất cho ngươi năm ngàn lượng vàng, ta thắng thì ngươi làm giúp ta một việc. Tả hộ sứ cau mày, đánh cược gì? Đường lệ từ tiến lên một bước, người nhẹ như bông, chớp mắt đã lướt đến ngay trước mặt tả hộ sứ. Mặt hai người lướt sát nhau dường như chỉ cách một hơi thở, cánh tay phải của y dơ lên, nhẹ nhàng đỡ một trường phòng vệ của tả hộ sứ. Ta cược với ngươi, huyền Úc Nguyệt Đán nói hắn đang viết chữ, chẳng qua là muốn phân biệt rốt cuộc kẻ nào mới thật sự là phiền phức của hắn hắn không cần gặp những kẻ biết khó mà lui tả hộ sứ ngừng người lùi gấp rút trường kiếm ra gương mặt vẫn giữ nguyên thần sắc bình thản không loạn kiếm lướt như gió chém thẳng xuống bả vai đường lệ từ đường lệ từ đứng yên không nhúc nhích nhất hoàn độ nguyệt của chỉ vân phóng ra va đánh kem vào kiếm đường lệ từ nhẹ nhàng nói ta cược nếu ngươi chết hắn nhất định sẽ ra gặp khách trung xuân kế sợ đến tái mặt chỉ vân tay cầm đao bạc lạnh lùng nhìn tả hộ sứ, ngươi chưa dùng hết sức. Tả hộ sứ yên lặng dây lát rồi thu trường kiếm lại, xem ra các ngươi chưa đạt được mục đích sẽ không buông xuôi, nếu muốn giết ta cũng không khó khăn gì. Hắn liếc nhìn chỉ vân, ngươi cũng đâu có dùng hết sức. Chỉ vân trợn mắt khinh thường, ngươi nương tay thì lão tử đương nhiên cũng nương tay. Nhưng nếu ngươi cứ nương tay kiểu này mãi thì huyền úc nguyệt đán trốn trong thư phòng viết chữ sẽ gặp nguy hiểm biết đâu đến một ngày nào đó sẽ có vị khách không nương tay giống lão tử mà lao thẳng vào thư phòng gặp hắn. Tả hộ sứ bình tĩnh lại rồi cười nhẹ, cung chủ thật sự đang viết chữ, nhưng hình như người vẫn luôn đợi ai đó, có khi là các ngươi cũng nên. Tả hữu hộ sứ tao nhã thu lại binh khí, tránh đường nhường lối. Trung xuân kế vừa mừng vừa sợ, thế này là sao? Tả hộ sứ đáp, cung chủ dặn dò, nếu có người lên núi thì cứ bảo người đang viết chữ nếu họ biết khó mà lui thì cứ để cho đi, ai không đi đồng ý ngồi đợi thì để cho đợi. Còn nếu khách thật sự có việc quan trọng, không thể ngăn cản thì mời khách đến Lan Y Đình. Lan Y Đình là thư phòng của Bích Lạc Cung, Trung Xuân kế vui vẻ nhưng vẫn còn hoài nghi. Đường công tử để ta dẫn đường, nàng dẫn đầu đoàn người chạy vào rừng cây, đường lệ từ liếc nhìn tả hộ sứ rồi mỉm cười bước đi. Sau khi đoàn người rời đi, Tả hộ sứ nhắm mắt đứng yên, hữu hộ sứ thản nhiên hỏi, thế nào? Tả hộ sứ đáp, chả thế nào? Hữu hộ sứ lại nói, y có sát khí. Tả hộ sứ im lặng, hữu hộ sứ lại tiếp nếu ngươi không kịp thu tay lại thì ngươi có nghĩ y sẽ ra lệnh giết ngươi thật không? Tả hộ sứ vẫn không trả lời, sau một lúc lâu mới thông thả đáp, ta nghĩ là có, giết một người để xin gặp mặt, đối với y cũng chẳng đáng là gì. Tài hỏa mà công chủ ra sức tránh né có lẽ chính là do người này đem tới. Hữu hộ sứ thản nhiên nói, nhưng công chủ muốn ta và ngươi tự bảo vệ mình trước. Tả hộ sứ ậm ừ rồi không nói gì thêm. Làn y đình, nằm cuối biển mây, hạc múa giữa trời, áo lam nhẹ bay. Làn y đình nằm trên đỉnh ngọn núi mà bích lạc cung tọa lạc. Ngọn núi này nằm giữa băng tuyết và gió lốc nhưng khí hậu khác hẳn những nơi còn lại. Nó là một đỉnh núi nằm cao hơn Miêu Nha Phong khoảng trăm trượng, không thể leo từ dưới lên, chỉ có thể vào qua đường hầm băng và sợi dây thường kia. Trên đỉnh núi có một suối nước nóng hình tròn chảy quanh năm, ấm áp ẩm ướt, mà dưới đỉnh núi chừng 10 trượng lại là băng tuyết. Tuy là chỗ ấm áp, nhưng trên đỉnh núi vẫn hơi lạnh. Bên ngoài lan y đỉnh mây trắng trôi lờ lưỡng, hơi nước mờ mịt lùa vào từ cửa sổ này lại lùa ra băng cửa sổ kia gió bên ngoài thổi không ngớt mang theo cả băng tuyết từ bầu trời và từ đỉnh núi đóng băng đối diện thổi tới vù vù đây rõ ràng là một nơi không thích hợp làm thư phòng nhưng lại là thư phòng cuối cùng đường lệ từ cũng gặp được huyền úc nguyệt đán thiếu niên ôn nhu trong truyền thuyết đánh bại tế huyết hội dẫn bích lạc cung một lần nữa lui về ở ẩn xa rời thế sự huyền úc nguyệt đán cũng nghe thấy tiếng chân đường lệ từ bước vào Người này gần đây nổi tiếng trong võ lâm là kẻ chủ mưu giết thi đình hạc và dư khấp phượng, nổ tung dư ra kiếm trang, là ác đồ dính líu tới tinh quỷ cửu tâm hoàn, cũng chính là chủ nhân vạn hiếu trai, nghĩa tử của quốc trượng đương thời. Trung cô nương, ta có chuyện cần nói với đường công tử. Huyền Úc Nguyệt Đán hiển nhiên đã nhận được tin tức từ trong cung, biết người tới là ai trên giương mặt ôn nhu thanh tú của hắn vẫn là nét ấm áp khiến người ta như đắm mình trong gió xuân nếp nhăn mờ nơi khóe mắt vẫn thư thái ung dung khiến cõi lòng người ta cảm thấy dễ chịu trung xuân kế đưa mấy người chỉ vân lui ra ngoài để lại một mình đường lệ tư thiếu niên áo lam đứng sau bàn đọc sách nằm hơi chết với đường lệ tư gương mặt thanh nhã ôn nhu đôi mắt trắng đen rõ ràng vô cùng đẹp đẽ thiếu nhiên đăm đăm nhìn khách mỉm cười mang lại cho người ta cảm giác đắm mình trong gió xuân, giống như tà áo màu lam nhạt tựa khí trời tháng ba thơm mùi hoa cỏ mà y đang mặc. Tại hạ là đường lệ từ, đường lệ từ đứng cạnh cửa nhìn thẳng vào Uyển úc nguyệt đán, y cũng mỉm cười. Nếu có người đứng bên cạnh xem, chắc chắn chỉ cảm thấy hai người này cười không khác gì nhau. Nếu không phải Uyển úc nguyệt đán vẫn có nét ngây thơ hơn, còn đường lệ từ lại có phần đoan chính hơn thì trông họ cứ như hai anh em vậy nhưng không biết trong mắt hai người coi đối phương là nhân vật ra sao là sự tồn tại thế nào hai người kia đang nói chuyện gì nhỉ chỉ vân bị trung xuân kế kéo đi khỏi lan y đình đang cười hơ hớ huyền úc nguyệt đán trông như trẻ con ấy non mềm yếu ớt bụp cho phát là ngã lăn ra đất trung xuân kế tức giận ra mặt ngươi mở miệng ra là nói toàn những câu tệ hại lời lẽ cay nghiệt tàn nhẫn có gì hay ho đâu chỉ vân xì một tiếng lão tử không chấp ngươi tiêu kỳ lan được thẩm lang hồn từ từ đỡ ra bất ngờ lên tiếng nếu uyển úc nguyệt đán đã sớm đoán trước sẽ có người tìm đến cửa thì trong lan y đình không chừng sẽ đặt mai phục thẩm lang hồn thản nhiên nói nếu người ngồi trong đình là đường lệ từ thì có thể đặt mai phục còn người ngồi trong đình là uyển úc nguyệt đán thì chắc chắn không có mai phục đâu tiêu kỳ lan thở dài dù không có mai phục thì hắn nhất định cũng đã nghĩ ra lý do từ chối từ lâu rồi. Hồ ly tóc trắng kia xưa nay đã nhúng tay vào phi vụ làm ăn nào thì chưa bao giờ hỏng việc. Chỉ vân lạnh lùng nói, cái giá y đưa ra, chỉ e ngay cả uyên úc nguyệt đán cũng không tưởng tượng nổi. Trung xuân kế giật mình, người đoán y sẽ nói gì với uyên úc nguyệt đán? Chỉ vân hờ hững đáp, ta đoán, uyên úc nguyệt đán coi trọng cái gì, y sẽ nói cái đó. Tiêu Kỳ Lan không nhịn được mà hỏi, Uyển Úc Nguyệt Đán coi trọng cái gì? Trung Xuân Kế ngẩn ngơ, quen biết mấy năm nay, Nguyệt Đán rốt cuộc coi trọng thứ gì nhỉ? Hắn, chắc là coi trọng Bích Lạc Cung, chỉ vân nhìn trời, vậy chắc kèo luôn hồ ly tóc trắng sẽ nói mấy câu đại loại như nếu Uyển Úc Nguyệt Đán muốn đuổi khách, thì y sẽ cho nổ tung Bích Lạc Cung. Thẩm lăng hồn hư một tiếng, ăn nói linh tinh, chỉ vân trợn mắt, chẳng lẽ ngươi thì biết ý định làm gì à? Thẩm lang hồn ngậm miệng không đáp, tiêu kỳ lan ho khủ khụ vài tiếng, chuyện tinh quỷ cửu tâm hoàn gây ảnh hưởng lớn. Cho dù Uyển Úc Nguyệt Đán không muốn bước chân vào giang hồ thì chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ dính dáng đến Bích Lạc Cung. Uyển Úc Nguyệt Đán là người thông minh, hắn hiểu điều đó. Trung Xuân Kế khẽ thở dài, Nguyệt Đán ẩn cư lánh đời, nhưng vẫn chưa dứt hẳn mối dây liên kết với giang hồ hắn là người an phận nép mình một góc ư. Vì sao cứ khăng khăng, khăng khăng chỉ lo giữ mình, sao không xuất lực vì giang hồ giống như đường lệ tư, sao lại khiến người ta không cảm nhận được chút nhiệt huyết nào vậy. Cạch một tiếng, cửa lan y đình mở ra trước sự bất ngờ của mọi người, đường lệ từ bước ra. Trung Xuân Kế không ngờ hai người nói chuyện nhanh như thế, hốt hoảng hỏi, sao rồi? Búi tóc của đường lệ từ bị gió thổi hơi loạn, tà áo bay phất phới mỉm cười, công chủ huyền úc hung tài đại lược, dĩ nhiên là đồng ý cho chúng ta ở lại bích lạc cung, muốn ở bao lâu cũng được. Trung Xuân Kế trợn tròn mắt, chỉ vân không nhịn được chửi bậy, bố khỉ thằng nhóc con còn giả vờ giả vịt. Thẩm lăng hồn hỏi thêm, còn điều kiện thì sao? Đường lệ từ khẽ cười, cái này thì hừa rồi hắn viết ba chữ, ta đồng ý nói cho hắn tung tích một người. Tiêu Kỳ Lan không nhịn được vội hỏi là ai? Thẩm lăng hồn lại hỏi, chữ gì? Đường lệ từ chỉ vào lan y đình, chữ ở trong đình kia, chữ của công chủ huyền Úc đúng là rất đẹp. Mọi người không nén nổi tò mò, đưa mắt nhìn vào lan y đình. Chỉ thấy mấy tờ giấy tuyên trên bàn bị gió thổi rơi đầy đất, huyền Úc nguyệt đán đứng bên cạnh mà không định nhặt lên, chẳng biết là không nhìn thấy hay là không để tâm. Giữa đống giấy tuyên bay soàn soạt, mọi người thấy một tờ giấy bên trên có vết mực còn chưa ráo nét bút thanh nhã đoan chính viết một chữ danh một chữ lợi một chữ nghĩa đây là ý gì danh lợi nghĩa cùng với tung tích của một người mà có thể khiến cho huyền úc nguyệt đán lội vào vũng nước đục này cho mượn lực của bích lạc cung cho mấy người họ một chỗ ở an toàn tạm thời sao phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn